Xin chào tất cả anh chị em và thân thương thân mến của TT Vlog hôm nay ạ. Bây giờ thì sẽ đi chơi xung quanh ở tại thành phố Campuchia Cham rồi. Thì bây giờ thì sẽ đi vô cái chùa, mà cái chùa này là cái chùa cổ của tại đất nước Campuchia, tại đền Wat Ang Ko tại tỉnh Campuchia Cham. Thì đây là cái nơi này là cái chùa để dành cho ngày xưa đó, thời vua chúa này nọ của Campuchia là người ta là làm bằng đá. Thì cho nên là người ta không có xi măng để xây, người ta chắc đá lên để làm cái cổng. Nhưng mà ngày xưa cái cổng đẹp lắm, bây giờ là lâu năm rồi. Cho nên bây giờ nó cổ kỹ quá, cho nên nó bị rớt hết trơn rồi. Cho nên thì sẽ quay sơ cho mọi người thôi nha. Ở đây là Wat Ang Ko tại tỉnh Campuchia Cham, chứ không phải là Ang Ko Wat tại tỉnh Siem Reap nha. Cho nên để phân biệt cho mọi người hiểu, Ang Ko Wat đợt sau thì mới đi nha. Bây giờ thì sẽ quay vô bên trong. Đây là cái nơi chùa mà lâu năm nhất ở tại tỉnh Campuchia Cham. Thì ở trong đây thì bây giờ là người ta cũng làm có hiện đại và cổ, và người ta có nhiều lịch sử lắm, nhưng mà Thi sẽ vô trong để Thi gặp một cái thầy sư nào đó. Thì những cái này là mọi người biết cái gì không? Cái mồ cũng như là người thân người ta mất á, người ta để vô làm cái mồ như vậy để gửi vô chùa đó. Những ai mà giống như là người ta đi đốt nhang cúng viếng gia đình người ta mất mát này nọ đó, thì người ta cúng viếng trong chùa hết, giống như là cái mộ mình á đó, cái dạng cái mộ. Mỗi cái nơi, mỗi cái tỉnh, mỗi cái chùa cổ như vậy là sẽ có một cái lịch sử riêng. Nhưng mà đối với Thi thì Thi cũng ở đây, là Thi sanh đẻ ở nơi đây, nhưng mà Thi cũng không có tìm hiểu được lịch sử hết, tại vì Thi đâu có để ý mấy cái vụ lịch sử này nọ đâu mọi người. Cho nên là bây giờ là giờ muốn để ý, tại vì muốn quay cho mọi người xem thực tế hơn. Vui lắm chùa này. Khi nào mà tới cái ngày mà Tết lễ này nọ là người ta mở nhạc múa hát ở trong chùa rất là vui. Bây giờ Thi đi vô trong nha. Vô bên trong, ở phía bên trong là cái chính. Cái này là cái cổng, này là cái chính. Bây giờ Thi sẽ từ ngoài cổng đi vô, thì cách vô cỡ 500m sẽ vô một cái đền đó ở bên trong. Thì ngày xưa là người ta chắc đá lên làm cái đền luôn, chứ người ta không có xây, cho nên để lâu trăm năm rồi, cho nên là nó thành một cái khung, nó thành một cái khung nó gáp lại luôn á mọi người. Còn những cái này là người ta xây sau này thôi, chứ hồi xưa là trống lỏng ở đây à, chứ không có kiểu này nha. Bây giờ Thi sẽ quay vô bên trong cho mọi người xem. Nhưng mà Thi bước lên một cái đất, cái chỗ nơi Thi sanh ra như thế này, Thi rất là vui lắm mọi người. Thì rất là vui vì sao biết không? Tại vì Thi vẫn nhớ lại những cái gì đó cổ kỹ. Và ngày xưa còn nhỏ nhỏ và Thi đi chùa này nọ, mẹ Thi cũng hay chở Thi đi. Đá ngày xưa mà người ta chắc lên, người ta cưa ra, người ta chắc lên như vậy đó mọi người. Tại vì mấy trăm năm về trước, mấy trăm năm về trước đâu có xi măng đâu mà xây. Cho nên là người ta sẽ chắc đá lên thôi. Ở đây là nó tên nghịch lại với Siem Reap nha. Wat Ang Ko ở đây. Còn ở bên Siem Reap là Ang Ko Wat, để cho mọi người những ai mà xem để biết. Để mà công là nói là tại sao Ang Ko Wat sao mà thấy nhỏ xíu gì không đẹp. Ở đây là cũng cổ y chang với Wat Ang Ko, nhưng mà tên nghịch lại nhau. Wat Ang Ko, cái này là Wat Ang Ko, còn kia là Ang Ko Wat nha. Cho nên ngày xưa á, đá này người ta lấy ở trên núi xuống, không? Lấy trên núi cưa ra từng khúc rồi người ta sẽ đục mấy cái lỗ này nè. Để người ta nhét mấy cái cây vô để người ta chở đi những cái con voi á, nó chở đá đi. Rồi xong rồi cái người ta đem, người ta chắc, tại vì ngày xưa đâu có xe, đi có xe đạp đâu. Từ cái thời mà giống như là không có xe luôn, không có xe đạp luôn á. Cho nên chở bằng voi không à. Cho nên là người ta có lịch sử hết. Mấy cái cục này mọi người đi Ang Ko Wat là mọi người thấy rồi. Đây nè, mấy cái viên này. Có thể là ở bên Ang Ko Wat á thì mấy cái lỗ này ở trong ngay chỗ mà vỗ ngực á, thì sắp tới thì sẽ đi. Thì người ta nhét bằng kim cương á, để cho sáng, để cho vua chúa người ta ở trong đó, để chiếu soi cho nó sáng á. Nhưng mà cái này là người ta đục ra để người ta khiêng, để người ta chắc lên đây, mọi người thấy không nè, mấy cái lỗ nè. Tất cả mấy cái lỗ, mấy cái viên đá này là đều là người ta móc để người ta khiêng á, để người ta nhét mấy cái cây vô. Ví dụ người ta móc xong người ta đục một cái lỗ tự trên núi á, cái xong không có xe chở về, bắt đầu người ta nhét cái cây vô, cái ta khiêng lên con voi kéo về đây. Ở trong bên trong này á, là có cái mồ vua ngày xưa ở trong đó, nhưng mà bây giờ dơ nó nhiều quá cho nên mình vô không được. Mình có thể muốn vô quay phim tí xíu thì ổng mở đèn cho mình quay. Đó, thì ở trong đó dơ cỡ nhiều dữ lắm, cho nên là mình ổng không có làm sạch được, ý là ổng nói gì đó. Ổng không có làm sạch được bữa nay thì cho nên là mình không có được vô, mình quay ở phía bên ngoài thôi, còn những hình tượng Phật này là mới xây thôi. Đây nha mọi người, thì đang mua chuối của người dân ở đây để đem đi cho khỉ ăn. Thì từ thời xưa tới bây giờ rồi bán chuối để mua cho khỉ ăn. Thì ở dưới này có khỉ nhiều lắm. Đi xuống đây để gặp mấy con khỉ để mình phá cho nó ăn á mọi người. Thì ở đây cái chùa này là cỡ lâu năm rồi nha mọi người nha, cỡ cũng cả trăm cả ngàn năm vậy đó. Khỉ hồi đó ở đây nè ha, tập trung ở đây là mấy ngàn con. Cái thời thì mà lúc mà có cái 7 tuổi, 5 tuổi là mấy ngàn con ở đây đó. Bây giờ thì 33 tuổi thì nghĩ là cỡ 20 mấy năm là thì biết á. Thì cái chùa này là có trước đó rồi. Nhưng mà khỉ thì nó nằm ở dưới không à, nó đi xuống dưới không à, nó không có ở trên. Người ta thích coi những mấy con khỉ, người ta dạy cho khỉ ăn theo đây. Nhưng mà bây giờ khỉ bị người ăn cắp nhiều quá. Nhưng người ta bắt nó đó mọi người.
bắt nó đi hết rồi chứ đó hả, nghẹt hết trơn luôn. Tao nói mọi người ha, đi ngang mà cầm chuối vỏ này nọ nè, nó giật khủng luôn á, vui lắm, hồi xưa vui dữ lắm luôn á. Tới sau này hiện đại quá, cái nhiều người ăn cắp khỉ để vô cái xe á mọi người. Sau đây thì sẽ gặp được những mấy chú khỉ, thì sẽ kêu tiếng Campuchia nha. Hê trai, trai spa, chị gái chị là đây nè. Đây đây chị cho chú ăn nha. Trời em ngồi gầu quá à, em gái chị ơi. Đây đây nè chị. Chị ơi. Chị gái, đây nè em cho chú chị ăn nha chị. Ui công nhận chị giận em hả? Em không cho chị ăn cái chị giận em, chị buồn em. Chị ngồi hả vui vẻ một mình chị ở đó đó hả chị? Trời ơi. Chị dễ thương quá à, chị sống ở đây lâu chưa chị? Trời ơi, chị có con rồi, chị đang có bầu, chị hơi mệt. Nè chị, nè. Em cho chị ăn nha, chị ăn vui vẻ nha chị nha. Ôi chị này đẹp gái quá trời luôn. Chị gái. Nè ăn đi nha chị, em thảy xuống cho chị ăn đó, em ăn đi đó. Bóc ăn đi. Công nhận chị này không biết ăn chuối luôn. Bây giờ thì sẽ cho ăn sen nha, nó thích ăn sen. Ten 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 ten. Em là yêu quái nè chị ơi. Em thì quái nè chị là gì? Tôn Ngộ Không. Em là yêu quái chị ơi, chị đừng biến dạng với em nha chị. Em sợ chị lắm, chị đừng hạ miệng với em chị à. Chị ơi, em sợ chị lắm chị. Chị đừng cắn em nha chị. Ôi trời ơi, chị giết hại em hả? Em sợ lắm chị ơi. Ủa có mặt chị cả. Nhìn mặt chị vui ghê. Rồi sau đây thì sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em nha. Ngày xưa á, thì ở đây á, là thì biết đi chơi vũ trường quán bar này nọ đó. Nói chung là chơi về đêm á, là lần đầu tiên nhất là cái vũ trường này. Ở tại tỉnh Kampong Cham chỉ có một cái này thôi. Và nó sẽ không lớn nhưng mà người rất là đông vui. Nhưng bây giờ người ta chắc đóng cửa hay gì rồi thì không biết là có mở hay không. Giờ chắc cũng còn mở. Ngày xưa là ở nơi đây là cái chỗ là cái công viên. Nhưng sau này cái người ta làm cái công viên để cho người ta chụp hình cưới á. Chụp hình cưới này nọ, cưới hỏi là ở đây là lớn nhất. Nhưng sau này có nhiều chỗ rồi. Thì người ta mở thêm cái quán bar này để dành cho những người dân ở đây chơi. Thì Thi sẽ lần đầu tiên Thi đi với bạn, thì Thi cũng không có tiền. Dẫn Thi vô đây thì cũng hơi hồi hộp, Thi không biết quán bar là gì á. Thi hay kể á. Cái vô xong bắt đầu cái Thi uống bia. Rồi Thi mới biết là ở quán bar là để nhảy nhót cho đó. Thi đâu biết quán bar là trong đó có gì đâu. Hồi lúc mà Thi mới lớn á, mới có mười mấy tuổi à. Đây là quán bar này nha. Thì thật ra là muốn quay như vậy để cho mọi người biết về cái sự thật của Thi, là chia sẻ cho tất cả anh chị em thôi. Là nói chung ra cái gì mình phải có những cái cũ kỹ và những cái gì kể lại cho mọi người nghe thì nó sẽ hay hạnh vui hơn. Những cái gì đó lịch sử của Thi và kỷ niệm của Thi. Đây, quán bar là đầu tiên nhất Thi biết nha. Còn hôm qua là Thi có quay á, là cái gặp phim mà Thi biết đầu tiên. Thì ở nơi đây, tại vì Thi sanh đẻ ở nơi đây cho nên Thi biết ở nơi đây. Đó. Thì bây giờ Thi quay nhiêu đây cho mọi người xem để cho mọi người biết. Và bây giờ Thi sẽ đi qua bên chỗ nhà gì vợ của ba Thi. Dậy mở, ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Mới có chồng có con đó mọi người, cho đó đẹp lắm, làm tóc trang điểm giỏi lắm luôn á. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ Thi chuẩn bị đi về rồi. Bây giờ Thi ghé vô cái quán uống tóc trang điểm của cái người thầy mà giới tính LGBT nè. Dễ thương lắm nè mọi người. Nếu mở tiệm ở đây đó mà nhân viên nó đông dữ lắm luôn, nó cũng nổi tiếng lắm mà trang điểm quá trời luôn. Thì bây giờ Thi đi vô trong nha, Thi gọi đầu nha. Thi sẽ gặp chủ quán. I mean nafe ti bay ở sao hả? Nè. Ở miền đây hả? Đây là chị em luôn nè mọi người. Ôi nó kia riêng thật một mẹn. Đây là học trang điểm nè mọi người nè. Trong mơ tí ba nè. Thì bây giờ á, khi chuẩn bị gọi đầu thì mọi người hãy đón xem Thi gọi đầu nha. Ở đây có làm tất cả những dịch vụ trang điểm cô dâu đi đám cưới. Vì ở bên đây đi đám cưới không giống như Việt Nam của mình đâu. Đi đám cưới ở đây á, trang điểm là 300-400 ngàn. Nhưng mà trang điểm đẹp lắm nha mọi người. Thì khi trang điểm xong thì có thể là mình đi đám cưới dự tiệc. Thì ở đây tất cả các người mà đi đám cưới người ta vô đây người ta trang điểm hết. Mà cái quán này là cái giới tính LGBT luôn. LGBT mà nó mở ra gì đó rồi nó cho nhân viên vô đây học chung với nó rồi nó like trên TikTok á. Quá cho đông người coi luôn ở đây á mọi người. Thì cho nên là ngày xưa Thi cũng đi học trang điểm giống vậy nè. Rồi Thi trang điểm, Thi làm tóc này nọ vậy đó. Đây là khi gọi đầu á thì người ta sẽ gọi ngồi như thế này. Gọi xong rồi bắt đầu mình đi xả. Mọi người thấy Thi nổi không? Thi đeo vàng sao mà nổi quá trời vậy? Không lẽ Thi trang điểm luôn. Thi đang gọi đầu thì gọi đầu ngồi như thế này nè. Thì ngày xưa Thi cũng đi học trang điểm gọi đầu. Nhưng Thi nhớ là cái cảnh mà hồi đó Thi đi học á, không có tiền mua dụng cụ, ba Thi cho Thi được 300 đô. Thi đi học hết 100 đô, còn 200 đô Thi mua đồ trang điểm với lại Thi gọi đầu cho khách. Gọi ngồi này xong cái mình đi vô trong, cái mình rửa ra. Sau đây Thi sẽ đi gọi đầu nè mọi người ơi, đã quá trời luôn rồi. Nói chung ra hả, có dịch vụ đủ thứ hết trơn, trang điểm, gọi đầu.
Có chị gái kìa, chị của Thi đang phun chân mày kìa. Bông thon ôn ban nè. Đây chứ. Ừ. Kìa có chị gái Thi kìa đang quay kìa, quay nó được. Nó cho quay. Chị gái Thi đang phun chân mày kìa mọi người. Đó. Nip bạn cho cái vô mà anh ôn. Cho ngờ. Cho nip bạn thân nam là o mẹ. Mạn. À, piro vậy? 200 đô làm cái chân mày đó đó. Nhưng mà qua Campuchia cũng vui, với lại quay lại cái kỷ niệm ở nhà của mình á. Ở nhà của Thi cho nên rất là vui. Thì Thi quay cho mọi người biết để khi nào mọi người muốn đi qua đây chơi á, thì mọi người nhớ nha, trang điểm ở đây đẹp lắm. Vô đây trang điểm gội đầu này nọ rất là thích. Ở tại Campuchia cũng rẻ, nó giá cũng bèo. Mà dễ nữa, dễ đi, dễ xài. Nói chung ra là tại vì Thi biết Thi ở đây rồi, Thi biết nói chuyện rồi cho nên rất là dễ. Thì sau đây thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em nha, luôn luôn yêu mến, đón xem kênh của Thi Thi. Thì Thi rất là vui và được quay những cái hành trình cuộc sống của Thi Thi ngày xưa, hoặc là từ mới sanh ra này nọ đó, cho nên Thi rất là vui. Và bữa nay Thi được bỏ bán 2 ngày quay một cái hành trình lịch sử của Thi Thi, cuộc sống ngày xưa. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều nha, đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi Thi nha. Rồi bây giờ nha, Thi gội đầu xong rồi, Thi xả xong hết rồi, bây giờ Thi chuẩn bị sấy tóc và Thi sẽ bắt xe đi về Việt Nam. Mà Thi sẽ tới tối Thi mới tới nha. Thi chuẩn bị sấy tóc cho mọi người nha, bữa nay vui quá. Thì hành trình cuộc sống thì nói chung ra là có làm, có ăn, có chơi thì nó mới là cuộc sống, mới có sự phát triển tốt đẹp hơn. Đó. Còn YouTube để quay cho mọi người biết về cái sự thực tế của Thi, nhiều khi Thi nói cái miệng không à. Thì khi mà Thi chia sẻ như vậy á, là thực tế về hành trình cuộc sống tại thành phố Kampong Cham, là nơi Thi sinh sống, đẻ ra tại nơi đây 20 năm trời. Thì ngày xưa Thi cũng đi học uống tóc giống như mấy em gái vậy nè. Đó anh này cũng BD luôn, chị em luôn. Em ôn ba bút chân mỡ, thì sao à, ba cũng chị em luôn đi học. Thì đi riêng cho cái vô mà anh ôn mà chê. Học trang điểm vậy á, với làm tóc á, làm tóc trang điểm cô dâu luôn thì giá 600 đô. Bây giờ thì tạm biệt tất cả anh chị em, cảm ơn tất cả anh chị em. Và bây giờ thì chuẩn bị mua hàng ở đây về để coi cái gì được thì mua sản phẩm về để Thi làm đẹp cho bản thân của Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Bây giờ là xin chân thành cảm ơn. Và hành trình cuộc sống tại đất nước Campuchia của Thi, chia sẻ về cuộc sống làm đẹp ở tại đất nước Campuchia, gội đầu, cắt tóc, làm móng tay, hoặc là giống như là trang điểm này nọ đó. Thì nói chung ra Thi ngày xưa Thi cũng như vậy, Thi cũng đi học trang điểm làm tóc như vậy. Thì cho nên là Thi muốn chia sẻ lại để cho tất cả anh chị em thấy Thi về cuộc sống của Thi nó giản dị như thế nào. Thì mọi người hãy đón xem trên kênh YouTube của Thi nha. Nếu đăng ký kênh, subscribe cho Thi. Nhà Thi mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Đi tới mùi tàu quẹo vô quán Phúc Lộc Thọ, chách vô 400m đến nhà Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại vào clip ngày mai. Mong là tất cả anh chị em nhớ đăng ký kênh thiệt là nhiều nha, để Thi chuyến đi du lịch sắp tới nữa tại Hàn Quốc. Sau đây Thi cũng muốn cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Và bây giờ là ngày cuối của Thi du lịch và cuộc sống mỗi ngày, ngày xưa 20 năm tại đất nước Campuchia. Sau đây Thi sẽ kêu hai món ăn tại Campuchia, đó chính là gà xào xả ớt tỏi với lại lá này. Thi không biết lá gì mà nó thơm ngon lắm nha. Kế tiếp đó mình chính là canh chua rau muống thịt bò. Và gia vị như thế này, đục như thế này là do là xả ghiền nghệ với tỏi ớt đâm giả nhuyễn ra và nấu canh như thế này để cho có khẩu vị ngon của đặc sản của Campuchia. Ngon lắm nha mọi người, thơm ngon lắm. Thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh và đăng ký kênh mỗi ngày để có clip hay hơn. Vì Thi muốn quay những gì đó, Thi đền đáp những gì đó mọi người yêu mến Thi. Thi có những cái clip quay để cho mọi người biết về cuộc sống thực tế và cuộc sống vượt lên với chính mình của Thi mỗi ngày để tại đất nước Campuchia này. Thi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, luôn luôn yêu mến, ủng hộ, nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi nha, để Thi có làm động lực để làm việc để phục vụ cho tất cả anh chị em. Nếu mà mọi người yêu mến Thi nhiều thì Thi cũng gắng cố gắng để quay clip những nơi này nơi kia và cuộc sống của Thi, hành trình cuộc sống tại đất nước Campuchia, tại vì Thi ở Campuchia 20 năm, bây giờ còn hành trình cuộc sống ở Lào và ở Thái Lan để đợt sau nhé mọi người nha. Thì mong rằng tất cả anh chị em vẫn yêu mến Thi nha. Bây giờ Thi ăn cơm nha, mời cả nhà ăn cơm cùng với Thi nè, ngày cuối của Thi tại Kampong Cham đó. Bây giờ mình ăn cơm như thế này rồi bắt đầu mình bắt xe đi về tại Việt Nam 5 tiếng đồng hồ. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại và tất cả anh chị em vào clip mới hoặc là cuộc sống mới mọi người theo dõi của Thi mỗi ngày nha. Nhớ đăng ký kênh để mình có clip hay hơn để xem. Và Thi phát sóng tại đất nước Việt Nam mỗi ngày vào lúc 11:30 hoặc là 12 giờ. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha. Hello mọi người ơi, bữa nay Thi đi Campuchia về mà khuya quá, 8 giờ tối rồi. Giờ là 9 giờ hay không? 8 giờ. 9 giờ. À, 8 giờ. 8 giờ tối thì bây giờ là Thi tình cờ đi ăn hủ tiếu, đói bụng quá qua cửa khẩu thì tới ngay chỗ chợ Sa Mắc, nhà Thi ngày xưa ở nè, chợ Tân Lập nè.
gặp bà má này. Hồi đó là Thi lên thành phố ở đầu tiên nhất, mướn nhà chung với bà 500 ngàn này, bữa nay bắt gặp bà rồi. Bà cũng giỏi lắm nha, bà đi thông dịch. Rồi xong rồi Thi ở nhà bà nấu cơm cho Thi ăn. Đó là Thi đi làm có tiền Thi trả lại cho bà. Vui ha. Hồi đó vui ha bác nghe. Giờ bà còn mướn cái nhà đó nữa không? Không. Không hả? Ừ, nay về đây rồi. Đó đi thông dịch chung nhau mọi người, đầu tiên nhất cái thành phố. Mới đi thông dịch rồi, có khách hả? Bây giờ khách nó cho qua hả? Trời, nay cho qua hoài. Vậy hả? Ừ. Rồi ơi. Đài mát cũng đi hoài. Rồi mày nhà mướn ở đâu? Còn mướn không? Có mướn không, có mướn. Về lại, đi rồi về. Lâu rồi không có được về đây, hồi đó sinh sống ở đây nè. Rồi tối tối đi ra đây ăn hủ tiếu bún riêu vậy đó. Hồi đó Thi bán hủ vịt lộn ngay đây luôn nè. Cái chỗ này là cái chỗ Thi bán hủ vịt lộn với chả chiên. Rồi xong rồi bắt đầu cái Thi lên thành phố Thi ở. Thi đi thông dịch. Rồi xong rồi mấy lúc đó chưa quen ai hết trơn á. Cái đây là thấy trong bệnh viện nè, cái kêu Thi thôi đi về ở với má đi, hồi đó cũng vui lắm, dễ thương ha. Hồi đó đi hát đám cưới hoài, ai đám cưới cũng kêu đi hết, ai đám cưới cũng kêu đi. Đi ăn mà không cuột tay cũng đi nữa. Đi hát không à, đó đi theo. Mà đó mấy người thông dịch thích Thi lắm. Đi đâu cũng thích hết trơn, hát múa này nọ. Nhưng giờ người ta vẫn thích bình thường nha mọi người. Từ đó tới giờ Thi dễ thương bình thường, từ đó tới giờ. Đây là Thi về đầu tiên với Thi ở đây nè. Hồi xưa đây nè cái xóm. Ở đây nhiều người biết Thi lắm. Đây có anh nào không? Thôi bây giờ Thi ăn bánh canh nha, tí nữa Thi quay cho mọi người xem tiếp tục. Thi về thành phố nha mọi người nha. Nhưng mà rất là vui, về là cái nơi Thi đầu tiên nhất Việt Nam là ở đây. Cảm ơn tất cả anh chị em nha, nhớ đón xem vào chương trình clip khác nha mọi người nha. Cảm ơn. Ăn bánh canh ngon quá mọi người.